Thế mà hôm nay bà làm đẹp gì? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Từ A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Từ A Di Đà Phật. Để ra ngoài đi. Bên cạnh tôi để bên hông. Rồi, rồi, rồi.